giới thiệu ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PHIM, cũng chính là chủ tịch ban giám khảo của cuộc thi ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đăng Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Software. Khi mà mình mở rộng quy mô lên thì nó sẽ không phải là ở một trường FPT nữa mà rất là trường nhiều trường đại học. Các bạn nên làm một fanpage thật là xuất sắc. Chúc mừng cho Spencer đã hoàn thành xong phần thi của mình. Khi FPT Edu biết tận được giờ này, nhóm bạn đã nghiên cứu mình mang đến một mô hình hoàn toàn mới, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.